Đại Bộ Thư Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2023. Chú khách này ở Kiên Giang, chú ở gần trại giam Kinh Bãi Kiên Giang. Ha, chú qua chú bắt bò quả béo nè. Trong trại em giờ rất đông bò anh chị. Bò trong trại em giờ giá là 13 triệu rưỡi có ha. 14 triệu rưỡi là có anh chị. 13 triệu rưỡi, 14 triệu rưỡi là có ha. Đây là bắp em nè. Đó. Em rất là đẹp luôn. Có 13 triệu 500. Này con này có 13 triệu rưỡi à. Bò đang dài những bằng ha. Con bò đen đó nữa. Bò đen đó thì ta bắt được có 4 triệu rồi. Chú này chú bắt bò này là bò này về Kiên Giang. Bọn xương người ta có. Thì nó mở. Ăn không.